An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Tháng ngày theo mưa rơi lạnh cắn
từng đêm anh nghe xót xa. Em ơi có ai giữa vắng tới chập chùng, tình em như giấc mơ say có hy vọng, dẫn lối bước anh về dìu em qua đắng cay. Đại diện có một cái đội thì đại diện nước ngoài, ngày xưa là một
thì việc của mọi người được việc thay lên cho đến hồi hiện tại là chân thành cùng với cha ấy là phù cả thấy cả ba cả bác cùng đại diện cho ở bên mọi người ta để làm được cháu thì cháu cả tôi gửi lời chào sức khỏe và một lời chúc sức khỏe tới là nhớ nhà ba cùng có một sức khỏe tươi giao chuẩn bị sang một năm mới và mạnh khỏe có sức khỏe tươi giao làm ăn bình thường học nghiệp may mắn trong cuộc sống. Tôi nhiều người cho đến hội nhà tái là làm trình của nhà tái phát triển bởi vì là cái việc này là một cuộc đời này đến trong nhà tái như là chính đạo biểu thứ ba đây tài chính của nhà tái là phát triển con muốn thay đổi hội nhà tái để cảm ơn hội nhà tái người đi cảm ơn sao vâng ở đây thì có cuộc sống được sự cho phép chúng ta một người ấm áp sẽ quan tâm
mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm giờ, anh đã sống những ngày đơn côi, từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Từ ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ các bạn, phần thứ hai là ở đây là cùng đồng về đến hỏi nhà bạn. Thì chương trình gần mãi là một ngày nào đó tôi lên trước cái cây mãi, nhưng nghe nói mấy nhưng mà ta thống nhất cây mãi thì chắc có lẽ chúng ta cũng hai hồ ta thống nhất đi chơi cái đất thì khi nào là gọi là những lối chuyện đó là nhớ mơ người chuyện đó thì chơi thì cái vui mà cái hồ hiện tại cháo ly đó, cháo thằng học qua. Nhưng mà vừa rồi là nghe giữa hai ba con cái tâm tư sao rồi nên là các con người đi đó thì có cái đám cưới thì hay như là cái bữa đó là các có lẽ đây hai con cùng xin nhận quà về dưới đám cưới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Chim sâu chỉ lối vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Còn tất cả quý vị quan khách dòng người, quan viên hai họ đã bớt thời gian vàng ngọc của mình đến với lâu đài hạnh phúc chặt đứt tình cảm của đôi bạn hèn trưa hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới thực hiện một cuộc hành trình đầy hơi thở của gió, một cuộc hành trình giữa mùa đông, một cuộc hành trình từ Trung Hải Kỳ Hải về với giáo họ Đồng Nai của chúng tôi. Trước đài hoa hạnh phúc của chú Lê Hiền, Thanh Bình và cô Tô Tàu trong trưa hôm nay. Thưa quý vị, bản nhạc rộn ràng và hoành tráng đón chào cô dâu mới, họ nhà gái chúng ta đang nồng nhiệt hân hoan chúc mừng chàng rể thảo tương lai. Lúc này toàn thể hôn trường đã tề tựu về đến đông đủ để dự lễ đăng quang của đôi bạn trẻ. Cho phép tôi xin được nồng nhiệt thay mặt cho ban tổ chức trân trọng giới thiệu đến quý vị đại biểu bạn hữu gần xa, trai gái trẻ già với một tràng bó tay thật lớn chưa hôm nay. Con ngước lại đây, đã bao lần căng tròn rồi căng lại quyết, phải chăng tình yêu của đứa bạn trẻ do tơ hồng và nguyệt lão xe dây sẽ chuyên anh với duyên nàng vấn vương. Khi xưa hai đứa hai đường, bây giờ chung một cùng nước cờ vào, đôi bạn trẻ yêu nhau từ những ngày nào để tình yêu như mận và đào chín cây. Liên hoan trong buổi hôm nay xin được phép mời hàng tiểu con tim chúng ta xích lại gần nhau thêm chút nữa để cùng đến với những hạt giữa đầu mùa ở đây say thật say trời đất. Chén rượu say cùng bản nhạc say, xin phép được long trọng tuyên bố khai mạc chương trình đất vời trước đây. Hôm nay các bạn đã xin được sân khấu. Thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tất cả anh em ban nhạc cũng như đôi bạn hèn đại diện cho chủ nhân của cánh tiệp hồng gửi đến toàn thể hôn trường chúng ta luôn là những thành viên tốt của giáo hội, kính Chúa và yêu nước. Thưa quý vị, thời gian vẫn cứ trôi, dòng sông đang chảy, cuộc đời ơi có gì đẹp hơn thế để người với người sống để yêu nhau. Thưa quý vị, ngày xưa trong tiệc cưới không có rượu, Đức Chúa Trời Ngài đã biến nước lã thành rượu vang để mọi người dự lễ cưới được hoan hỉ. Hôm nay sống trong một thời đại hòa bình, chúng ta đã có đầy đủ tất cả những gì. Và lúc này mời các bạn hướng về sân khấu, thực hiện hai bạn mở ly rượu sâm banh. Nào xin mời cô dâu chú rể tiến về bàn đăng quang của mình, xin phép đặt mở ly rượu sâm banh, em để bó hoa xuống. Mời cô dâu chú rể chúng ta cùng mở đó, mở rượu sâm banh. Các bạn mở điện thoại của mình ra, ảnh viên áo cưới ghi lại ảnh đẹp nhất. Vâng, nào chúng ta nổi nắng lên, chúc phúc cho cô dâu chú rể. Vâng, xin được chúc phúc cho hai bạn. Trường dài của thời gian, các bạn được biên giới mở điện thoại ra, vâng mở điện thoại ra để ghi lòng danh bà đẹp nhất chuông đây. Theo hành trình chiều dài của thời gian lắng đọng tuyệt vời, đồng chức lê phan lê. Nào mời hai bạn lồng chéo tay vào nhau, mời hai bạn lồng chéo tay vào nhau. Mời phần mời điểm em hết rồi. Một tràng pháo tay của hôn trường cưới chúc phúc cho hai bạn chiều nay. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Và
bạn lúc này. Xin phép được mời cô dâu chú rể tiến về bàn bánh cưới. Xin phép được cắt bánh cưới để mời tất cả quý vị. Nào, xin mời hai em chúng ta chuẩn bị cắt bánh cưới. Vâng, xin được chạy theo hành trình chiều dài của thời gian rồi. Và lúc này xin phép được mời cô dâu chú rể chúng ta tiến về bàn bánh cưới. Xin được cắt bánh cưới để mời tất cả quan khách chứng kiến giây phút đăng quang tuyệt vời này. Nào, xin mời hai em chúng ta chuẩn bị. Cắt bánh cưới rồi. Xin được cảm tạ tất cả những gì mà Đức Chúa Ngài đã ban cho chúng con. Tuổi thơ đẹp lắm con ơi, dương giản thân lý nở đầy hoa tươi. Họ nhà gái từ Kỳ Hải đã mang hoa đem đến tặng người. Chắc rằng họ không muốn hoa tươi bốn mùa, bởi vì hoa này chẳng phải bán mưa. Tầm đà tình nghĩa nắng mưa không tàn. Hân hoan chân động giới thiệu và kính mời thân mẫu của chú rể. Vâng, xin mời mẹ của chú rể lên sân khấu một chút nào mẹ ơi. Vâng mẹ ơi, lên sân khấu một chút nào, lên đây ạ, lên đây với con. Vâng, đây rồi. Rất thật đẹp, vâng mẹ ơi. Chuẩn bị cái trầu này rất là chu đáo rồi. Vâng, bưng cho chúng con ạ, bưng cho chúng con. Thưa quý vị, sự hiện diện của thân mẫu chú rể. Mẹ nói rằng trầu này ăn thật là say. Dù mặn dù ngọt, dù cay dù nồng, nhưng ai chưa vợ chưa chồng cùng ăn một miếng bởi lòng thương tư. Công lượng thì nhớ tới gương, cầm khăn nhớ nón ra đường nhớ nhau. Mẹ nói rằng con về bên đó cuốc đất trồng cau, cho con trai của mẹ vun kẽ gốc cầu một bên, mai ngày cau ấy mọc lên. Nhờ ơn Thiên Chúa hai đứa bén duyên vợ chồng. Và cho con hỏi một chút là ta được mấy người con ạ? Và anh rể là con thứ mấy ạ? Anh rể là con thứ hai. Và hai đứa nó hôn nhau một cái được chưa? Được, được rồi ạ, anh hôn cô dâu. Nào các bạn trong mặt tràng hôm nay chú rể hôn cô dâu. 1, 2, 3. Thật tuyệt vời. Thưa quý vị, nuôi con khôn lớn trưởng thành từ đây. Bởi vì mẹ nói rằng cây xanh thì lá cũng xanh, bố mẹ hiền lành để phúc cho con. Thông gia của Kỳ Hải và Kỳ Hà đã quyết là dành, đã đăng là lần không dành cho ai. Quên việc nhà mà là việc nhà chồng. Mời một vị tôn vinh nhất của họ tộc nhà gái có một lời phát biểu cảm tưởng trong ngày lễ đăng quang của hai con hôm nay, hai cháu hôm nay. Nào, mời vị đại diện nhà gái chúng ta đâu ạ? Và mời vị đại diện của nhà trai nữa lên sân khấu đón chào họ nhà gái chúng tôi. Nào, đây là chắc là vị đại diện nhà gái chúng ta. Còn vị nhà trai chúng ta đâu ạ? Lên sân khấu luôn. Vâng, bác ơi, lên sân khấu. Vâng, mẹ đứng với hai con một chút cho nó đẹp vào. Vâng. Nào, mời hai vị lên sân khấu. Bà đứng gần bà thông gia. Bà đứng gần bà thông gia. Bà đứng ở đây ạ. Bà đứng ở đây ạ. Vâng. Có vẻ hai vị bắt tay nhau một cái được chưa? Một tràng vỗ tay quý vị ơi. Và lúc này mời quý vị nghe lời cảm tưởng của vị đại diện nhà gái chúng tôi ạ. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quan viên Hai Hồ, cùng quý vị, bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu. Hôm nay là ngày trọng đại, ngày thành hôn của hai cháu. Hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì được sự cho phép là của hai gia đình, hai chính quyền địa phương, hôm nay chính thức là tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Thì trước hết thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ quý vị quan viên Hai Hồ cùng toàn thể bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu, là một lời cảm ơn sâu sắc, một lời chúc sức khỏe và kính mong quý vị là thành đạt trong cuộc sống. Thì phải nói rằng là tình yêu của hai cháu đến bến bờ hạnh phúc, thì hôm nay là cũng là cái ngày tổ chức cho hai cháu. Chẳng có gì hơn, tôi thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn bộ quý vị chúng ta, là một lời cảm ơn sâu sắc
một lời chào thân ái và xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, chúng con là những phần người làm dẫn chương trình cũng như họ tộc của nhà trai ghi nhận những lời phát biểu sâu nặng của vị đại diện họ tộc nhà gái, bởi vì nuôi con thể gấp những mai sau, xe duyên đúng chỗ, gieo cầu đúng nơi. Đừng quên nghèo mẹ công cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành, có gốc thì mới sinh cành, nên duyên chồng vợ sinh thành cái ơn. Để cho câu chuyện nối liền, tộc Nam ta cũng có một vài câu dặn dò, mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa hai họ, hai gia đình và toàn thể hôn trường, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình và hai họ tổ chức xây dựng gia đình cho hai cháu. Điều mong muốn nhất của hai họ, hai gia đình là mong sao hai cháu thực hiện dấu hiền rể thảo hạnh phúc trăm năm. Và cùng tôi xin được phép thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh em, anh chị và bạn bè thanh niên đã đến chung vui ngày hạnh phúc của hai cháu. Một lần nữa, tôi xin được phép thay mặt cho họ nhà trai xin kính chúc họ nhà gái và toàn thể hội trường mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành đạt. Xin cảm ơn. Xin mời hai vị bà mẹ chúng ta bước lên đầu trường biên giới. Mời tất cả quý vị ăn một miếng chầu cay. Mời em về với nhà đàn làm dâu. Thưa quý vị, thật là tuyệt vời, bởi vì người Kitô hữu của chúng ta coi trọng lời chào cao hơn mâm có. Và lúc này mời một vị đại diện của nhà trai xin được lên sân khấu có lời chào cho hai con trong buổi đăng quang sớm nay. Con xin được mời chú đại diện lời chào cho hai cháu. Trân trọng kính mời. Được sự cho phép của ban tổ chức, hai họ và toàn thể hội trường, hôm nay là ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Tôi xin thay lời hai cháu chào hai họ và toàn thể hội trường. Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, kính chào tổ quốc thân yêu. Cháu xin chào quan viên hai họ. Cháu xin chào ông bà nội ngoại. Con xin chào hai mẹ. Xin mời các bạn chúng ta đến bên lễ trao quà của trọng đài hai bên. Trước tiên xin được mời ông nội của chú rể và bà ngoại của chú rể lên sân khấu. Lên sân khấu để cùng trao tặng hai cháu. Con chúc ông thọ tỷ vạn niên còn thọ nữa. Bà ngoại của chú rể đâu ạ? Và mẹ của chú rể cũng lên sân khấu. Vâng, để trao cho hai con, hai cháu được rồi ông ơi. Được rồi ạ. Được rồi, càng nhiều càng tốt. Bao nhiêu thì hai cháu cũng xin nhận. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng nằm canh em ngại chi mưa nắng hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm đến màu da anh nắng chạm. Hỏi mãi chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền đánh mãi về cho ca bạc đầy quang. Một tràng vào đây quý vị ơi, chúc phúc cho mẹ của chú đề. Một cái vòng rất to nói rằng là về mua bò tivi thoải mái. Vâng, xin được chúc cho mẹ có cô dâu thật là tuyệt vời, eo lưng thắt đáy cầu bồng, rất khéo chiều chồng, rất khéo nuôi con, môi châu Á má châu Phi. Mẹ ơi cảm ơn rất nhiều. Và lúc này xin mời bố, xin mời mẹ của cô dâu và các chú các bác gia đình của họ tộc nhà gái cũng lên sân khấu một lượt. Vâng, nào chúng con xin mời nhà gái chúng ta lên sân khấu để trao luôn. Chúng ta đại diện nhà gái trao luôn ạ. Vâng, càng nhiều càng tốt. Vâng, vâng bác ơi lên đây ạ. Lên đây mà coi chú rể nhà tôi đẹp trai. Vâng, lên mà coi chú rể đẹp trai bác ơi. Vâng, lên đây ạ. Lên đây cho nó phải. Con nào lên phải. Vâng, vừa đi vừa cười. Đây chắc là mẹ của cô đâu ạ. Vâng, mẹ ơi, mẹ ơi, dù năm tháng trôi mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi, tòa mắt đời con mỗi khi va vấp nô viền, mỗi khi hạnh phúc êm đềm. Vâng, vâng ạ, chúng ta ưu tiên cho nhà gái bởi nhà trai chúng con đang rất nhiều.
Các bác ơi nhanh lên một chút ạ. Vâng ạ. Nào luôn đây, chú đệ ơi, nhận món quà chú đệ và cô dâu nhận đi. À, chị ơi, ngoảnh xin chào chú sân khấu ạ. Họ nhà ta thì ai cũng đẹp, mây thua nước tóc tuyết nhung màu da. Biên giới chỉ đạo camera vừa quay. À, chú để cười cho nó khoái vào. Cười cho nó khoái vào. À, quý vị mở điện thoại của mình nha. Đại diện của nhà trai liên làm thủ tục tông giáo đương đức bước vào bàn tiệc nào, con xin mời bác. Bây giờ xin phép cho họ trai thì cái tục lễ thì ở đây thì chúng ta đều là có hai bên, cho nên con xin đại diện cho họ trai làm cái thủ tục tông giáo được khi chúng ta khai lễ. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa làm phép lành cho chúng con và những quán bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con dùng vì Đức Kitô của chúng con, amen. Bây giờ mời tất cả hội đồng chúng ta bắt đầu khai lễ. Vâng, như vậy là thưa các bạn, cô dâu và chú rể nói rằng là hai em chưa sao cái nhân cưới tại như vậy là nhà thờ, bởi vì hôm nay theo vâng theo ý kiến của tất cả quý vị thì hai em cũng muốn trao cái nhân cưới tại đây. Vậy cho nên xin mời quý vị chúng ta làm một thủ tục rất là quan trọng nào. Mời hai bạn chúng ta mở vòng nhân cưới trao cho nhau. Nào xin được trân trọng kính mời vòng tay cầu hôn tình yêu của con lung linh trên cao vầng trăng dịu êm tỏa sáng ngọn núi, trao cho nhau chiếc vòng cầu hôn anh đang mang cho. Vâng, chân trọng, cảm ơn, chúc mừng cho cô dâu chú rể thăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghiêm vui đề. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với...
đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Thank you.
giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi.